Dân Nha Trang 79 thân mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Tiếp theo một video nữa là Bảo Khánh sẽ dạo quanh khu phố Tây, đường Nguyễn Thị Thục, Nha Trang. Hôm nay là đầu tuần mà đường phố khá là đông mọi người ạ. Phía bên cái đường là một cái nhà hàng hải sản. Thì như quý các anh chị cũng đã biết đó, Nha Trang Khánh Hòa đặc sản là hải sản đồ biển đó. Cho nên hầu như đi đâu cũng thấy quán hải sản hết. Mà những người khách châu Á, đặc biệt là khách Hàn Quốc, họ rất là thích cái món hải sản của thành phố biển Nha Trang. Đây là có một cái hotel, San Tra Hotel, khá là cao. Hotel nằm sát sát luôn mọi người ạ. Phía bên này có một cái gì đây? Một cái shop, một cái nhà hàng của người nước ngoài. Phía trước mọi người thấy là khách Hàn Quốc không mọi người? Khách Hàn Quốc không á. Mình nghe cái tiếng họ nói với lại nhìn cái bề ngoài họ, mình biết được họ là cái khách Hàn Quốc. Thì từ khi dịch đã qua đi rồi đó, thì những cái hoạt động về dịch vụ như là khách sạn hoặc là nhà hàng đã hoạt động trở lại đó. Nó hoạt động trở lại là không phải là hoạt động 100% trở lại đâu, nhưng mà theo Bà Khánh đoán nghĩ là hoạt động được là 60-70% mọi người đó. Thì từ từ thì kinh tế phát triển, kinh tế phát triển thì du khách họ sẽ đi du lịch, và dịch đã đi qua thì họ sẽ tiếp tục đi du lịch, sẽ đến với Nha Trang, thành phố biển. Đây là có một cái ngã tư Nguyễn Thị Thục giao nhau với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là có cái quầy trái cây, thấy rất là ngon, thấy người Hàn Quốc không mọi người? Hàn Quốc không. Trái cây rất là ngon. Ăn sầu riêng mọi người ạ. Khách Hàn Quốc ăn sầu riêng. Người xem video của Khánh xin hãy like video, nhấn nút đăng ký subscribe màu đen và nhấn vào cái chuông để ủng hộ. Thì bà Khánh đi quay gì, nhưng mà có nãy có anh xin lô, anh tưởng mình là khách Hàn Quốc. Anh xin lô, anh xin lô chuyên chở khách du lịch mọi người. Anh tưởng mình là khách Hàn Quốc. Họ ảnh nói tiếng Tây với lại họ ra giấu mình. Hình như là trong bộ Khánh có vẻ là giống như là người nước ngoài hay sao á. Cũng có nhiều lần người Việt Nam cứ nghĩ là Bà Khánh là khách du lịch người châu Á mọi người à. Để Bà Khánh quay cái diện mạo, cái khuôn mặt của Bà Khánh cho quý anh chị xem. Xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người. Trong này là bán cái đồ thủ công mỹ nghệ mọi người, đây những đồ lưu niệm. Bên kia là một cái nhà hàng hải sản Hoa Hồng Đỏ. Hiện tại là Bảo Khánh đi trên cái con phố Tây đường Nguyễn Văn Thuộc nha mọi người. Phía bên trái Bảo Khánh là một cái nightclub mọi người, một cái sàn nhảy á, một sàn nhảy mọi người. Phía trong đó là một cái sàn nhảy á.
sao? Khách Tây họ nói chuyện rất là to luôn. Nhà hàng Ấn Độ mọi người à, restaurant Indian. Này, cửa hàng trang sức sao? Busan, à, cái tiệm hớt tóc vậy mọi người à, thấy để kéo để Busan là Hàn Quốc à. Đúng rồi, trong có một cái shop hớt tóc. Và phía bên cạnh là một cái tiệm spa mọi người. Phía bên kia đường mọi người thấy là khách Hàn Quốc đó mọi người, họ đứng họ chờ xe. Thì theo như bà Khánh cũng đã nói cho quý anh chị biết là ngành du lịch của Nha Trang Khánh Hòa có sự hồi sinh mọi người, có sự khởi sắc mới, tức là khách du lịch đã đến Nha Trang, thành phố biển trở lại không như trước đây nữa. Thì hy vọng là sắp Tết, gần tới Tết cổ truyền của Việt Nam mình đó, thì sẽ đông hơn nữa. Bên này là có một cái tòa nhà mọi người, tòa nhà vắng vắng là tòa nhà của nhà nước đó mọi người. Bên này là một cái nhà hàng thịt nướng mọi người, phía Hàn Quốc à, bên trên là chữ Hàn Quốc không mọi người đó, Korean restaurant, là nhà để phục vụ cho khách Hàn Quốc. Trong này mọi người thấy khách Hàn Quốc ở trong. Phía trước mọi người thấy có một cái bệnh viện 22/12 là một bệnh viện tư mọi người, bệnh viện tư. Đó mọi người nghe tiếng người Hàn Quốc họ nói chuyện. I am Vietnamese. Này nhỏ đó, nhỏ đứng quầy nó tưởng bà Khánh là người nước ngoài nói tiếng Anh. Đây có một cái shop rất là xinh xinh rồi, small gì đó, small print shop của Tây. Bà Khánh ăn mặc à, có lẽ là do cái nước da của bà Khánh là nó màu trắng sáng hơn so với anh đi khác, cho nên là đi dưới đường nhiều người cứ lầm tưởng Bảo Khánh là khách du lịch không mọi người à. Nhưng mà thật ra mình là Việt Nam chính cống luôn. Bây giờ Bảo Khánh thấy xe 45-50 chỗ rất là nhiều, đi qua đi lại. Xung quanh Bảo Khánh, phía sau Bảo Khánh nè, cũng là khách Hàn Quốc không mọi người. Đây là một cái nhà hàng theo bạn đoán là của người nước ngoài mọi người. Nhà hàng kem mọi người, kem rất là ngon, kem của nước ngoài mọi người. Đây là một cái shop nữa, restaurant của người nước ngoài mọi người. Restaurant khu Hồ Tây, đường Nguyễn Đình Thuật. Lâu lắm mà bà Khánh mới thực hiện những cái video về ban đêm
kia đường là 1.3 mọi người. Bên kia đường là 1.3. Bên này là một cái hotel mọi người ạ. Hotel. Hotel rất là hoành tráng mọi người ạ. Bây giờ tầm 8 giờ mà, 8 giờ. Thì trước khi dịch Covid-19 dịch diễn ra thì những cái khu phố Tây như thế này thường hoạt động từ chiều tối cho đến đêm khuya mọi người ạ. Chiều tối cho đến đêm khuya. Mà bây giờ Bảo Khánh cũng nghĩ là bây giờ cũng đã hoạt động bình thường trở lại mọi người ạ. Cũng tới đêm khuya bởi vì khách du lịch họ đã đến Nha Trang trở lại. Đây là một cái văn phòng tour du lịch nha mọi người. Đây là một cái văn phòng tour du lịch nè. Đó. Ví dụ như khách du lịch tới đây muốn đi chơi biển đảo hay là những cái nơi thắng cảnh của Nha Trang Khánh Hòa thì tới đây để mình đăng ký tour, mình mua tour. Đây là một cái ngã tư. Đây là một ngã tư Nguyễn Thuật giao nhau với đường biệt thự. Đây là massage hộ người mù mọi người. Đây là massage hộ người mù đó. Hello. Hãy nhân viên trong hộ massage thấy mình chào hello hi rồi. Nói chung là cũng vui mọi người à. Cũng vui. Bên này cái quầy spa mọi người. Cái quầy spa. Bên kia đường. Bên kia đường là hai cái nhà hàng của Tây mọi người. Bà Khánh không qua đó đâu, bà Khánh zoom cho mọi người thấy luôn nè. Đó, Tây. Tây. Trong video Bảo Khánh quay tối hôm nay, Bảo Khánh quay cho quý anh chị xem thì mọi người cũng có thể cảm nhận là những cái du khách Bảo Khánh quay là đa phần là người châu Á nha mọi người, đa phần là người Hàn Quốc là chủ yếu. Đây cũng là người Hàn Quốc nữa mọi người. Bảo Khánh đang đi trên con phố Tây đường Nguyễn Thuận nha mọi người. Massage chân, gội đầu. À đây những cái xe điện mọi người à. Đó xe điện chở du khách đó. Phía bên này là một nhà hàng của người Nga mọi người ạ. Người Nga nè. Chữ Nga không mọi người. Người Nga ngồi trong này. Thì Nha Trang Khánh Hòa mình thì có 4 năm con phố Tây như vậy. Đường Nguyễn Đường Thuật, phố Tây Nguyễn Đường Thuật, Trần Quang Khải, biệt thự Hùng Vương. Bên này có một cái nightclub nữa mọi người. Xe nhảy dưới á. Đây có một cái nightclub. Xe nhảy.
bên kia là nhà hàng của Trung Quốc các mọi người à, cái chữ Trung Quốc nè, Trung Quốc mọi người thấy chữ Trung Quốc không à? Phía bên kia đường là một cái bar nhỏ mọi người. Ở Bảo Khánh quay như vậy cho mọi người xem thôi. Ở Bảo Khánh xin kết thúc video đây và hẹn quý các anh chị ở một video tiếp theo.